chào đón sự góp mặt của Phó Giáo sư Bác sĩ Lê Thị Minh Thương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Và cùng chào đón sự góp mặt của Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Thu Hương đến từ khoa miễn dịch dị ứng khớp Bệnh viện Nhi Trung ương. Xin kính mời Tiến sĩ Lý Quốc Trung sẽ trao bó hoa tươi thắm đến Phó Giáo sư Bác sĩ Lê Thị Minh Thương và Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Thu Hương. Hấp dẫn, hôm nay hấp dẫn liền. Hiện tượng hắt hơi, ngứa, phát ban mãn tính, thở khò khè hoặc thậm chí còn nhận